Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các nghệ sĩ giới thiệu về những cái nhạc cụ ở trong dàn nhạc dâu hường Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta rất là vui mừng được gặp gỡ với nghệ sĩ Fluid Nguyễn Ly Hương. Đấy thì là hôm nay thì nghệ sĩ cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta về lịch sử hình thành của cây Fluid này, cũng như là một số những cái tính năng ưu việt của cây flute và cái vai trò của cây flute ở trong dàn nhạc trong đời sống và đặc biệt là khi nó du nhập sang Việt Nam. Thế thì hiện giờ thì nghệ sĩ cũng đã có mặt nhà tại phòng thu chương trình. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ flute Nguyễn Ly Hương đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. À, xin chào anh Tiến mạnh và xin chào các khán thính giả đang lắng nghe chương trình Thưởng thức âm nhạc. Đây chúng ta cũng biết là cây flute cũng là một trong những cái nhạc cụ hết sức là quan trọng ở trong dàn nhạc giao hưởng. Ví dụ là trong bộ gỗ thì trước hết là chúng ta nhắc tới là piccolo là một cái nhạc cụ nhỏ và có cái âm vực là cao nhất ở trong dàn nhạc. Thì tiếp theo đến là flute, rồi đến oboe, đến cla, đến fagot, đấy là của bộ gỗ. Thì và cái nhạc cụ flute ấy, thì nó rất là phổ biến và dường như là trong các cái dàn nhạc uh, giao hưởng và dàn nhạc tinh phòng thì không thể thiếu được vai trò của cái flute trong đấy bởi vì cái âm sắc rồi cái tính chất và cái sự diễn tả của flute nó rất gần với những cái tình cảm của con người và đặc biệt là nó phát huy được cái tính năng ưu việt của nó ở trong dàn nhạc rất là đặc sắc rất là đặc, đặc trưng riêng thế thì là trước hết thì nghệ sĩ nguyễn lê hương cũng đã có một cái khoảng thời gian rất là dài từ việc học tập rồi rèn luyện trở thành một nghệ sĩ biểu diễn đi học tu nghiệp ở nước ngoài và tham gia rất nhiều những cái uh, chương trình những cái cuộc thi âm nhạc quốc tế và có những cái giải thưởng âm nhạc thì trước hết là lê hương có thể giới thiệu đôi nét về cái công việc hiện tại của mình để các uh, quý vị có thể biết là nghệ sĩ flute của chúng ta hiện nay là đang uh, có những cái hoạt động âm nhạc như thế nào nạm. Um, hiện giờ thì ly hương đang là nghệ sĩ flute thuộc dàn uh, nhạc Sun Symphony Orchestra thuộc uh, tập đoàn Sun Group và song song với công việc biểu diễn thì uh, hương cũng uh, tham gia công tác giảng dạy bộ môn flute khoa cành gõ tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Vâng, đấy thì là đấy là một uh, giới thiệu hết sức là sơ qua đấy, nhưng mà để có được những cái vị trí công tác cái công việc hiện tại thì làm nó phải là một quá trình dài đấy, qua những cái năm tháng học tập rất là nhiều đúng không ạ thế thì à, cụ thể hôm nay chúng ta nói đến cây fruit thì à, ly hương có thể cho biết là cái cây fruit nó có một cái lịch sử hình thành như thế nào nó có những cái thời gian nó hình thành nó phát triển và đặc biệt là nó đã có mặt ở trong cái dàn nhạc ở những cái thời điểm nào trên thế giới? Ừ. À, theo như hương được biết ấy, thì uh, thực ra bộ cây uh, flute này thì nó đã có trải qua một quá trình lịch sử hình thành rất là lâu đời rồi. À. Thực ra cái thuật ngữ sáo thì nó uh, được uh, biết đến từ những cái thời kỳ mà gọi là thời kỳ đồ đá. À. là khi đó thì cây sáo thì nó đơn thuần thôi, nó chỉ là từ xương động vật thôi, ta thổi nhiều khi nó cũng như là bản năng để nó phát được ra cái tiếng rồi. của cái tiếng và đến khi mà để mà cây sáo uh, lần đầu tiên được uh, sử dụng uh, tại giàn nhạc và được uh, sử dụng rộng rãi hơn thì hương nghĩ rằng là nó cũng phải xuất phát từ thế kỷ 16. À. Thế kỷ 16 uh, và lúc đó thì cũng đã bắt đầu có nhiều những cái cải tiến về cây sáo nhiều hơn hay là cho đến khi giữa thế kỷ 10 uh, giữa thế kỷ 17 cho tới thế kỷ 18 cây sáo thì nó không phải là 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 sáo như ở thời thế kỷ 16 nữa mà nó gọi là uh, xá baroque á thì là ừ. Cây sáo nó sẽ thổi dọc. Cái sáo thổi dọc và nó được uh, làm từ gỗ và khi đó thì cái cây sáo nó đã bắt đầu nó không 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 phải là chỉ là bảy cái lỗ đơn sơ như ở cái thời kỳ 16 nữa, mà bắt đầu nó đã có phím rồi. Và à. cái hình dáng của cây sáo ở cái thời kỳ 18 này thì nó cũng đã thay đổi nó 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 có cái hình nón và nó bắt đầu nó có phím và bắt đầu chạy được nhiều những cái nửa cung nhiều hơn nó 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 đa dạng hơn so với những cái thời kỳ trước đó. Và để mà khi mà cây sáo được hoàn thiện nhất và những cái cải tiến của nó được sử dụng cho tới bây giờ thì uh, đó cũng là cái bước cải tiến quan trọng nhất đó là ở thời kỳ uh, thế kỷ 19 à. do một uh, uh, nghệ sĩ sáo ông ấy cũng là một nhà thợ kim hoàn nhà sản xuất uh, nhà cụ hơi à. uh, và uh, ông có tên là theo bơm ừ. uh, một nhà sản xuất nhà cụ hơi người Đức à. và, và thế là đấy là một cái nhà cải tiến để nó có một cái hình dáng cấu vâng, tạo như và cái... được sử dụng cho tới bây giờ à. thì đó là phải nhờ đến cái 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 cái, cái sự uh, cải tiến của ông ý sản xuất cái ừ. nhạc cụ flute cho đến bây giờ là vẫn được sử dụng. À. vâng thế và tôi thấy là mà hình như là flute thì là nó có những cái loại ăn khác nhau ví dụ như là tông đô hoặc là flute đô thì là nó là sử dụng uh, phổ biến hơn đúng không nhỉ? Vâng ạ, Và nó... ngoài ra thì có những cái loại nào khác? Người ta gọi là gọi là uh, grand flute á à. uh, là cây sáo mà sử dụng hàng ngày như Hương đang sử dụng. À. Ngoài ra thì còn có piccolo như anh Mạnh cũng biết là piccolo thì nó là cái âm vực mà nó cao nhất, nó cũng à. rất là ăn đô thôi. Ừ. Vâng, và có uh, âm vực mà sáo mà nó trầm hơn thì người ta gọi là alto flute hoặc à. là bass flute. Vâng, ừ. vâng thế còn phổ biến thì là ăn đô vâng ạ à, vẫn là cây flute của người ừ. ta gọi là grand flute thế thì, thì cũng là, um, sẽ có những cái chương trình mà nghệ sĩ cũng sẽ mang cái cây flute đến giới thiệu với quý vị và các bạn một cách cụ thể hơn nhưng tuy nhiên chúng ta tìm hiểu qua đôi nét đặc trưng nhất của cây flute tức là cái âm thanh của nó ấy. giống như các cái nhạc cụ khác thì, thì bao giờ nó cũng chia thành ba âm vực đúng rồi, Đấy, vâng. nó thậm chí là nó có từ âm vực cực trầm cho đến trầm rồi đến âm vực giữa đến cao và cực cao nhưng mà mình tạm thời là chia thành ba âm vực hoặc là gọi là ba âm khu cũng được. Vâng ạ. Trong của cái loại nhạc cụ đó. Vâng. thì thường là những cái loại cái âm vực trầm thì nó chỉ có mấy cái nốt đầu và nghe thì thường nó rất là mờ. Vâng. đấy thì, thì thì là cái âm thanh âm sắc của nó thì thường là nghệ sĩ thấy là nó có hay được sử dụng không? À anh mạnh có vẻ cũng tìm hiểu rất là nhiều và à. có nhiều kiến thức về cây flute hay sao đấy ạ à, <laughs> anh tìm nói hiểu rất là làm, đúng vì, ạ vì vâng vì là ngày xưa là tôi là một fan hâm mộ của nghệ sĩ linh, linh. <cười> à, <cười> dạ cây xá cây xá flute ấy thì à. nó có ba âm vực nó ừ. gọi là có ba quãng tám là. hơn cao hơn hơn một chút thôi nhưng nó vẫn tính là ba quãng tám thôi à. à, quãng tám đầu tiên là âm vực trầm nhất của cây sáo flute à. thì cái 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 tiếng sáo của nó nó đúng như anh nói là nó hơi mờ một chút và ừ. nó um, tiếng nó hơi lạnh cái âm sắc nó hơi lạnh và ừ. thực ra người ta cũng ít sử dụng hơn à. à, vâng và, và cái tiếng nó thì nghe nó có một chút gì đó nó hơi ma mị hơi bí ẩn À. Trong cái âm vực trầm, thực ra Hương uh, cũng rất là thích âm vực trầm của cây sáo flute đó chứ không phải là nó mờ nhạt như mọi người từng nghĩ đâu, à, à, à. bởi vì khi mình biết khai thác, biết sử dụng cái âm thanh đó thì nó cũng sẽ được sử dụng vào những cái lúc nào mà cái âm nhạc nó cần một chút huyền bí, ma mị hơn một chút hay là cái màu sắc nó hơi u tối và dành cho cái âm nhạc nghe nó kiểu nó buồn á, ừ. nó buồn và nó Ngày có một cái gì, gì đó. Dạ vâng ạ. <laughs> uh, đó uh, và bộ um, âm vực thứ hai gọi là quãng tám thứ hai của cây sáo flute ừ. thì là cái âm vực mà người ta sử dụng nhiều nhất ừ. đó và cái tiếng sáo của nó thì nó cũng tròn trịa hơn nó à. tròn trịa và nó vang hơn và uh, trong giàn nhạc cũng như là uh, những ca khúc khi mà hương thổi thì âm vực giữa quãng tám thứ hai này là sẽ được sử dụng nhiều nhất, ừ. bởi vì nó là cái âm thanh mà người ta cho rằng nó là cái âm thanh đẹp nhất của yeah. cây sáo flute, ừ. có thể diễn tả được nhiều những cái sắc thái, những sắc thái uh, to nhỏ hay là cực to thì đều sử dụng được hết. Ừ. đó là cái 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 um, làm cái gọi là lợi thế nhất của cái quãng hai uh, khu vực âm giữa của yeah. cây sáo flute và âm 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 cao nhất của cây sáo flute thì người ta gọi là quãng tám thứ ba của cây cây sáo này thì là cái âm vực cao nhất và sáng nhất cái môn flute này thì người ta ở trong cái dàn nhạc đó cũng là một cái gọi là âm vực cao nhất bộ hơi và cái tiếng của nó cũng luôn luôn nó chót vót nhất ở dàn nhạc vâng và, và cái tiếng của nó thì nó sẽ dùng trong những cái trường hợp T hay là fortissimo hay thậm chí ừ. là ba forte bốn forte nó rất là cao và nó to, mạnh mẽ để nó sử dụng để khi mà dùng vào những cái đoạn mà cao trào trong dàn ừ. nhạc. Thổi thì nó nó có tốn hơi so với các cái nhạc cụ thổ bộ gỗ. Có, thực ra cây sáo flute này thì nhìn thì nó nó, nó nhỏ, có vẻ là nhỏ. nó rất là mỏng manh, ừ. mỏng manh và nó nhỏ nhưng thực chất ra để mà nói so với những cái nhạc cụ bộ hơi khác hay thậm chí kể cả là so với cả kèn saxophone nó thì ừ. cái flute này rất là tốn hơi. À. Vâng, ờ, hương cũng có một vài người bạn khi mà uh, chơi um, là nghệ sĩ saxophone nó nhưng mà khi mà chơi thử sang flute thì thật sự là mọi người kêu là quá là mệt và ừ. cảm giác thổi là thì chóng mặt bởi vì là nó nó bị tốn hơi, nó đẩy hơi ra chứ à. nó không phải là giữ hơi lại giống như những cái bộ môn khác như là oboe hay là clarinet đó thì nó là là là, là một cái tính năng nhạc cụ nó hơi khác hơn một chút và cái kỹ thuật để mà chơi nó cũng hoàn toàn khác, rất là mệt đấy. Thực ừ. ra Hương cũng mất một thời gian từ khi mà Hương bắt đầu chơi cây sáo thì Hương chắc phải mất vài năm để mà mình bắt đầu mình biết cách làm sao mà mà giữ được cái âm giữ được cái hơi thở. À. Tiết chế được cái hơi ừ. thở chứ thời gian đầu rất rất là mệt. Ừ. <laughs> Bởi vì nó không giữ hơi lại mà nó đẩy hơi ra, thổi làm sao để mà mà mình cân bằng được và mình có những cái cái kỹ thuật chơi những cái bản nhạc để mà giữ một cái câu nhạc nó rất là dài thì thật sự là gian nan. <laughs> ừ. Thường à. những chơi <laughs> nhạc cụ bộ hơi ấy, ấy hoặc là nhạc cụ bộ đồng cũng vậy thì là cái thể lực rất là tốt bởi vì sử dụng hơi nhiều mà mà vâng. bản chất chúng ta thấy là cái sức khỏe của chúng ta ấy nó liên quan đến rất nhiều đến hơi thở. Đúng rồi. Đấy khi mà biết cách điều tiết hơi thở chính vì thế tại sao chúng ta phải học thiền, <laughs> học cách thở là, vâng. là đúng. Vâng. Và thực ra nếu như các nghệ sĩ mà mà thổi các nhạc cụ ấy mà kết hợp được những cái hơi thở của mình bằng phương pháp thiền hoặc là phương pháp thở bụng hoặc là giữ hơi ở đan vâng. điền thì rất là tốt vâng. và tôi thấy là thường là những người đấy là phổi khỏe hoặc Đúng là có sức ạ. khỏe rất là tốt ít vâng. khi bị các cái bệnh về phổi đấy vâng. mình có có thể nói rộng ra nhưng mà trên thực tế là như vậy vâng. thế và những nghệ sĩ như vậy mà đặc biệt là hôm nay là nguyễn, nghệ sĩ nguyễn lê hương trong một cái quá trình luyện tập như thế ấy, thì có một cái nội lực về hơi rất là tốt vâng. và cũng phải rất là kiên trì để rồi, có được biểu diễn với cùng với kết hợp với sự năng động bởi vì trên thực tế tôi thấy là có những cái tiết mục ấy không chỉ là nghệ sĩ chỉ ngồi một chỗ để thổi đâu lại còn vừa thổi vừa di chuyển trên sân khấu đấy thì lúc ấy nó lại càng tốn cái năng lượng cũng như là tốn hơi rất là lớn thế và và qua đấy là các quý vị đang nghe chương trình cũng sẽ thấy được là để trở thành một nghệ sĩ flute thì ngoài cái quá trình học tập rất là cơ bản và nó phải rất là nghiêm khắc và với cái cường độ luyện tập rất là cao về với đối với, đối với cái nhạc cụ này thì bên cạnh đấy cái việc mà rèn luyện về thể chất về để có một cái thể lực và cái hơi thở tốt để giữ được cái hơi thở trong mỗi cái tác phẩm đặc biệt là những cái tác phẩm lớn mà có những cái đoạn mà diễn tấu solo câu dài ấy, nhà, yeah. thì nó nó phải, sẽ phải tốn rất là nhiều hơi thế thì um, tôi cũng biết là cái nhạc cụ này nó phát huy được rất nhiều cái vai trò ví dụ như là nó có thể là là một nhạc cụ độc tấu độc lập này đấy nó có thể trình thấu các tác phẩm một cách độc lập rất là tốt thế và nó phát huy được tất cả những cái góc độ những cái thông điệp mà các nhạc sĩ các nhà soạn nhạc đưa vào trong đó bởi cái âm sắc cũng như là các cái kỹ thuật của cây flute thì nó có thể diễn tả được hết cái thứ hai là nó có thể hòa tấu với các nhạc cụ có thể ví dụ như là hòa tấu ngay đi cùng với piccolo đi đồng quãng tám một quãng tám bên dưới hoặc là cùng với các cái nhạc cụ khác như là fagot ở trong bộ gỗ hoặc là đi cùng quãng tám với đàn lông chẳng hạn thế ừ. hoặc là với các nhạc cụ khác. đặc biệt là nó khai thác ở trong những cái tác phẩm tính phòng đó. Thì có thể là tam tấu tứ tấu hoặc là ngũ tấu hoặc là một nhóm tính phòng thì fluid cũng luôn luôn nổi bật. Thì cái thứ hai là nó có cái vai trò ở trong giàn nhạc. Thế thì nghệ sĩ có thể giới thiệu rõ hơn là cái tính chất của nó khi độc tấu thì nó phát huy được những cái vai trò như thế nào rồi khi hòa tấu thì cái vai trò của nó nổi bật như thế nào và đặc biệt là trong dàn nhạc ừ có một cái lợi thế ở cây sáo flute là nó cũng có một cái tính rất là linh hoạt yeah. nó có nó nổi trội hơn so với những nhạc cụ khác đó như anh mạnh giới thiệu với khán giả nó cũng rất là đầy đủ hương thấy là nhiều ý rất là đầy đủ rồi ừ. đấy vừa là có thể độc tấu hay hòa tấu ờ, và cái cái, cái 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 kỹ thuật của cây sáo này thì nó không chỉ là uh, diễn tả những cái tác phẩm nhẹ nhàng mềm mại hay là chậm uh, chậm rãi mà nó có thể rất là nhanh bởi ừ. vì là cây sáo là có một cái kỹ thuật là uh, là là có thể chơi được những cái bài mà ở một cái tốc độ nhanh nhiều nốt là à. là flute đều có thể làm nổi bật được uh, nên những cái tính năng như thế rồi là cái âm vực của nó thì nó đó nó như hương giới thiệu là nó rất là cao nhưng cũng có những cái lúc mà âm trầm của nó nó cũng diễn tả được ở một cái khía cạnh khác ở một cái màu sắc khác nó ừ. cũng rất là hay uh, cho nên là vì sao mà cây sáo flute là um, có rất là nhiều những tác phẩm ngoài chị không chỉ là độc tấu đâu mà còn hòa tấu hay kết hợp với một hai ba bốn nhạc cụ đều có thể làm nổi bật được nó một cách rất là hiệu quả và hương nghĩ rằng hương sẽ giới thiệu trong chương trình một số những tác phẩm mà không chỉ là độc tấu mà sẽ là hòa tấu với một nhạc cụ hay hai nhạc cụ ba bốn nhạc cụ ừ. đó để để có thể là giới thiệu tới khán giả khán giả sẽ biết được nhiều hơn về cây sáo flute ở nhiều những cái khía cạnh khác nhau qua cái um, giới thiệu của nghệ sĩ nguyễn ly hương đấy thì là cây flute nó phát huy được hết tất cả những cái khả năng của mình. Đấy, đấy, kết hợp với một nhạc cụ, hai nhạc cụ, ba nhạc cụ, vâng. hòa thấu. Và đặc biệt là trong giàn nhạc. Vâng. Tôi thấy giàn nhạc là có hàng mấy chục người. Vâng. Ấy, từ vài ba chục người đến bảy chục người và thậm chí còn đông hơn nữa. Vâng. Với rất nhiều những cái bộ... Mà... À, nhạc cụ khác nhau từ bộ gỗ, vâng. bộ đồng, bộ gõ Xong đến bộ dây, đúng rồi. thế mà mặc mặc dù chúng ta vẫn biết là bộ dây là chủ lực ở trong giàn nhạc giao hưởng, vâng. nhưng mà khi mà hòa tấu vào ấy thì tôi vẫn thấy cái bộ gỗ rất là đặc sắc thế và là nổi lên đúng không? Và, vâng và trong cái bộ gỗ đấy thì tiếng flute rất là đặc trưng, không thể vâng. lẫn vào đâu được. Vâng. Thế đấy cũng là một trong những giống như là một cái viên ngọc nó lấp lánh ở trong <laughs> giữa một cái rất nhiều những cái em cái, cái 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 món quà rất là đặc biệt thì flute nó nổi lên như vậy, nó rất là đặc biệt và nghe ở bên ngay. Và thậm chí là thực ra khi mà nghe các nghệ sĩ flit trên thế giới biểu diễn ý, thì tôi cũng nghe rất là nhiều và ở Việt Nam thì trong đó có nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương và nghe cái phong cách thổi là tôi nhận ra đó là tiếng flit của nghệ sĩ bởi vì nó khác hẳn so với những nghệ sĩ khác bởi vì nó tạo ra một cái phong cách cũng vẫn là cùng một tác phẩm cũng vẫn là một cái hơi thở như vậy nhưng mà cái cách đẩy hơi và cái tiếng âm sắc của nó nó tự nhiên nó tạo ra một cái phong cách rất là khác đấy ừ. là cái cái mà mỗi người nghệ sĩ luôn luôn hướng tới, yeah. đấy Thế và bên cạnh cái việc mà phát huy ở trong dàn nhạc với hòa tấu và đặc biệt là với những cái tác phẩm kinh điển ở trên thế giới thì chúng ta đã biết rồi. Thế nhưng mà đặc biệt là khi cây flute nó cũng đã du nhập sang Việt Nam thì tại các dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam thì chắc chắn là không thể thiếu được cây flute. Thế thì nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương trước là cả một cái quá trình, quá trình học ở nhạc viện Hà Nội, nay là học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau đó cũng đi học ở nước ngoài xong trở về thì lại là hiện tại là cũng là nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng mặt, mặt trời. trời và với cái cường độ làm việc của dàn nhạc giao hưởng mặt trời tôi biết là cũng rất là nghiêm khắc với thời gian luyện tập rồi là cái giờ tập cũng rất là dày vâng. đấy thì nó cũng có những cái uh, vừa là vất vả nhưng cũng chính là một cái môi trường để thử thách cái nghệ sĩ đó Thì uh, ly Hương có thể chia sẻ thêm về cái công việc và khi mà làm một nghệ sĩ Infinite trong dàn nhạc giao hưởng mặt trời thì cái vâng. công việc là nó có quá lấp đầy hết cái thời gian của mình không? À, như anh Mạnh giới thiệu đó tức là trong trong một cái dàn nhạc giao hưởng ờ ừ. uh, 40 50 người thậm chí những cái 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 um, chương trình mà có thể lớn hơn, hơn nữa à. vâng cả 70 80 người là có những cái chương trình như thế thật. Ừ. Nhưng uh, với bộ dây là chủ chốt ừ. nhưng trong một dàn nhạc thì thường sẽ chỉ 2 đến 3 người nghệ sĩ chơi flute thôi ừ. nhưng mà cái âm thanh của nó như anh nói luôn luôn nó là một cái sự uh, uh, lấp lánh và nó nổi bật ngay bởi cũng bởi vì một phần là cái âm vực của cây sáo nó luôn luôn nó nổi trội nó luôn luôn nằm ở cái âm vực cao nhất ở trên top của dàn nhạc cho nên là kể cả là một người nghệ sĩ chơi thôi nhưng cái tiếng sáo luôn luôn nó nổi lên nó nó cao và nó um, nổi trội hơn hẳn ừ. so với những cái uh, nhạc cụ khác mà chỉ là làm 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 ở một cái âm vực thấp hơn hay làm nền thôi thì cây sáo luôn luôn là nó là một cái bộ gọi là bộ gỗ trong dàn nhạc và ừ. nó là một cái bộ chủ chốt cùng với cả oboa, nhạc cụ oboa, nhạc cụ ừ. clarinet. Đó. Và công việc uh, hiện tại của Hương thì Hương uh, chơi trong dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời thuộc tập đoàn Sun Group thì thật sự là Hương thấy là đây cũng là một cái may mắn của Hương vì là Hương được làm việc trong một môi trường thật sự là chuyên nghiệp. Yeah. Với uh, rất nhiều những người nghệ sĩ từ nhiều quốc gia trên thế giới chứ không phải là chỉ là Việt Nam. Trong đó uh, cũng một bộ phận chủ chốt cũng nhiều những nghệ sĩ Việt Nam ở trong dàn nhạc nữa. Và cái môi trường của nó thì thật sự là Hương Hương thấy rằng là nó không khác gì so với cái thời gian mà hương uh, du học ở thụy điển và hương cũng đã có một cái thời gian được làm việc được học tập được uh, uh, thực thực hành uh, cái công việc của mình ở um, châu âu người ta gọi rằng là một cái nôi của âm nhạc uh, uh, bác học đó âm nhạc uh, những cây nhạc cụ cổ điển đó thì khi mà hương về đây uh, chơi trong dàn nhạc thì tất cả mọi thứ nó y hệt nó như là gợi lại cho mình tất cả những cái cảm giác trong suốt cái thời gian mà mình đi du học uh, về uh, cường độ làm việc nó rất là cao đòi hỏi một cái sự uh, tập trung về chuyên môn và làm việc rất rất là nghiêm túc về từ thời gian rất là chính xác hay là uh, cái cái cường độ làm việc cái công việc của mình mà khi mà mình đến tập luyện trong dàn nhạc là mình đã phải uh, bài vở của mình đã mình phải rất là chỉnh chu rồi để trước khi mình hòa tấu mình đánh cùng với cảm dàn nhạc như thế là phần bè của mọi người là đều đã phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là chắc chắn hay là về những cái người ta gọi là về cao độ ừ. thì nó cũng đòi hỏi một cái cao độ rất là chuẩn người ừ. ta gọi gọi là âm chuẩn âm ừ. chuẩn của tất cả các nhà cụ phải, phải rất là chuẩn không được phô một nốt nào ấy ừ. hương, hương nói vui rằng là nhiều khi mình về mình thổi phô một chút thôi mình thổi sai một chút thôi về mình cũng cảm thấy rất là áy náy rồi và đã phải là về trau dồi hơn thật nhiều và hương thấy rằng là ừ, qua một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp như thế thì là cái chuyên môn của mình luôn luôn mình được trau rồi, mình luôn luôn được luyện tập hàng ngày để mình không bị mai một. Nó đi thì Hương thấy rằng đó cũng là một cái may mắn của mình khi mà được làm việc trong một cái môi trường chuyên nghiệp như thế. Như anh Mạnh nói rằng là không biết là cái thời gian nó có bị lấp đầy không thì ừ cũng cũng có những cái lúc mà nó bị lấp đầy và hơi quá tải một chút nhưng nó cũng sẽ chỉ là ở từng cái giai đoạn ví dụ mà uh, trong một cái thời gian mình có một cái concert chẳng hạn ừ. thì mình sẽ phải tập trung nhiều hơn nhưng ngoài ra cái công việc giảng dạy nó cũng là một cái ước mơ của Hương là nó cũng như là một cái cái đam mê từ ngày xưa rồi từ khi mà Hương còn là sinh viên của nhạc viện thôi thì ừ. Hương rất là yêu cái công việc giảng dạy khi mà nhìn thấy người thầy của mình thầy của hương là uh, thạc sĩ nguyễn trung thành đã dìu dắt hương từ uh, khi mà mình bắt đầu từ năm 10 tuổi vào nhạc viện cho đến giờ thì nhìn thấy công việc của thầy là lúc đó là đã rất là đam mê rồi và ước ao là sau này sẽ được trở thành một người giảng viên như bác để mà dìu dắt nhiều những thế hệ ấy. thì đến bây giờ hương đã thực hiện được um, nói rằng là có tham lam hay không thì hương cũng chẳng biết là có tham lam không uh. nhưng mà hương nghĩ rằng là mình là một người nghệ sĩ trẻ mình muốn cống hiến thật là nhiều Muốn làm nhiều hơn những cái như thế nữa Chứ không chỉ là mình chỉ là một người biểu diễn Mà Hương muốn là một người sẽ Truyền được lửa Và sẽ đào tạo Giúp được nhiều những cái tài năng trẻ Để nối tiếp những thế hệ của Hương Cho nên vì sao mà Hương luôn luôn ấp ủ rằng Ngoài công việc biểu diễn ra thì Hương vẫn muốn giảng dạy Vẫn muốn làm công tác giảng dạy Để dạy ra nhiều những em Những thế hệ trẻ để sau này nối tiếp Hương hơn nữa ừ. Ừ. Đấy tôi cũng để ý nhé thì thực ra trong các cái dàn nhạc ấy, Hương chắc Hương cũng biết là những nghệ sĩ chơi flute ấy. thì ví dụ như ta, chúng ta đang ví cái flute nó giống như một cái nhạc cụ nó rất là nó dịu dàng nhưng nó rất là nổi bật ở trong bộ gỗ và thậm chí trong dàn nhạc thì những người nghệ sĩ chơi flute cũng vậy. Thì tôi đang nói là về trình độ chuyên môn về tài nó lại thêm cả sắc nữa. À, thường là những nghệ sĩ rất là duyên dáng và nhất là những nghệ sĩ nữ thì thường là những nghệ sĩ rất là đẹp. <laughs> à, khi mà trình đấu cái flute ở đấy dạ. thì tôi để ý kể ở Việt Nam ấy và vâng. đặc biệt hôm nay là có Nguyễn Ly Hương. <laughs> Được anh Mạnh khen em xinh quá. <laughs> vâng. Vâng. Đấy. Thì um, khi mà chúng ta đang nói đến cái vai trò cây flute ở Việt Nam ấy vâng. thì bên cạnh là việc luyện tập trong dàn nhạc Giờ vâng. mặt trời này rồi tham gia giảng dạy là giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc, Quốc, Việt Quốc gia Việt dạ. Nam. Đấy đào tạo ra những nghệ sĩ trẻ. Thế thì uh, Nguyễn Ly Hương cũng là một người có rất nhiều công để đưa cái cây flute nó phổ biến rộng hơn, tức là nó cái 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 giải phổ cập ấy ừ. nó không chỉ nằm ở trong những cái tác phẩm kinh điển, vâng. đấy mà nó có thể gọi là trẻ hóa hoặc là gần gũi hóa hoặc là tạo một cái nhịp cầu nối hết sức là thân thiện với các khán thính giả yêu âm nhạc nói chung và trong đó đặc biệt là có cây flute. và bên cạnh đấy thì nó chính là những cái hoạt động là có hoạt động thành lập ra một cái nhóm gọi là Lady đi, vâng. đấy thì hương có thể giới thiệu về cái nhóm nhạc của mình và trong cái quá trình để truyền tải những cái tác phẩm kinh điển hoặc là có những cái tác phẩm mới để mang âm hưởng, mang cái âm hưởng của thời đại, cái tiếp tấu của thời đại để gần gũi với các bạn trẻ thì hương đã có những cái chặng đường trải qua như thế nào và những sáng tạo ở trong cái việc mà để làm sao là cây fluid nó càng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Ừ, thực ra thì chuyên ngành và cái chuyên môn chính của hương thì nó là 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 nhạc cổ điển nó vẫn à. là một cái gì nó rất là nghiêm túc và rất là bác học nhưng mà như là hương nhấn mạnh với cả anh mạnh hương nói cũng vui rằng là mình mình còn trẻ ừ. mình vẫn muốn làm nhiều hơn thế nữa mình muốn phá cách đi một chút không chỉ là uh, khán giả chỉ biết tới rằng là cây sáo flute nó chỉ ở trong nhà hát hay nó chỉ là chơi những tác phẩm nó dịu dàng mềm mại hay là gì mà hương muốn phá cách nó đi tại à. sao mà mọi người lại không 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 nghĩ rằng là cây sáo flute có thể chơi được những loại nhạc uh, mạnh mẽ hơn nhạc điện tử chẳng hạn hay là cái âm âm sắc uh, của sáo flute ấy chơi trong nhạc jazz cũng rất là hay à. hương cũng đã có may mắn được thử nghiệm và trải nghiệm rất là nhiều những thể loại nhạc chứ không chỉ là đóng khung trong âm nhạc cổ điển nữa à. mà um, chơi nhạc jazz nó cũng là một cái rất là hay cái màu sắc của nó cây sáo flute nó có thể phiêu được nhiều những cái tiết tấu hay là uh, những cái luyến láy hay là làm được nhiều những cái kỹ thuật mà nó phá cách đi không chỉ là một cái âm sắc uh, trong trẻo nữa mà nó nhiều khi nó có thể làm cho cái tiếng nó vỡ ra hay là nó um, lấy hay là những cái cái kỹ thuật mà đánh lưỡi kép hay là uh, frugato đó là 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 cây sáo có thể phá cách được nhiều hơn trong ừ. những cái thể loại nhạc như thế và ví dụ như là um, như anh mạnh giới thiệu với khán giả đó thì là um, hương có một cái ban nhạc gọi là ban nhạc lady à. ban nhạc lady thì bọn mình uh, có ban nhạc của mình thì gồm có ba cây nhạc cụ ừ. đó là violon cello và flute mỗi một cây nhạc cụ thì nó sẽ có một cái âm sắc khác nhau và nó đều chơi những cái giai điệu chủ chốt trong một bản nhạc chúng ừ. mình thay nhau uh, chơi những cái, cái 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 giai điệu chính đó những cái chủ đề của những cái tác phẩm hay là uh, và cái dòng nhạc uh, chính của ban nhạc và gọi là phong cách chủ đạo của nhóm thì là uh, nhạc edm nhạc yeah. edm và khi mà những cái cây nhạc cụ đó khi mà chơi thì nó cũng là đàn điện tử hết chứ nó không phải là đàn gỗ đơn ừ, thuần chỉ ừ. là uh, trong dàn nhạc mà như khán giả từng biết nữa mà đàn đều là đàn điện hết ừ. đàn điện và uh, flute thì không có flute điện giống như là violon Đà. và cello nhưng mà uh, flute thì khi đó chơi thì mình cũng thường hay là uh, dùng mic wireless để mình có thể vừa chơi uh, biểu diễn trên sân khấu và mình vừa có thể di chuyển được chứ không chỉ đứng yên một chỗ ừ. nhiều khi nói vui rằng là không chỉ là biết thổi sáo đánh đàn đâu mà còn biết cả vũ đạo luôn <cười> 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 vâng bởi vì là những cái nhạc cụ đó thì nó 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 rất là mạnh nó ừ. mạnh, cái nhạc của nó nó cũng rất là tiết tấu sôi nổi và uh, thường uh, nhiều khi bọn mình chơi những cái bản nhạc uh, EDM đó thì mình hay chơi ở những cái sân khấu ngoài trời, ừ. những cái sân khấu cộng đồng để làm sao mình có thể khuấy động được cái cái không khí không gian xung quanh đó và uh, khán giả cũng rất là thích. Ừ. Vâng, bởi vì nó không chỉ là uh, dành cho những đối tượng uh, khán giả cao tuổi nhiều tuổi chỉ vào nhà hát để nghe uh, những bản giao hưởng nữa mà nó đã là một cái không gian nó hoàn toàn nó phá cách đi rồi. Hương nói rằng nó như là uh, uh, nó giống như là kiểu uh, hai mặt. <laughs> nhiều khi Hương vừa mới từ uh, bước ra từ một uh, concert dàn à. nhạc thôi nhưng mà sau đấy Hương đã lại đi uh, nói vui là đi quẩy rồi, ừ. là đã là rất là âm nhạc nó đã sôi động và nó là hoàn toàn đánh uh, khuấy động cái không khí để cho khán giả thật là hào hứng với cả những cái tác phẩm của nhóm và nhóm của hương thì thực ra thì mình cũng bắt nguồn từ ngày xưa là hương rất là thích nhóm bon nhóm à. bon đó và hương ừ. hương 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 đã từng nói với cả những người bạn của mình là ô tại sao một cái ban ban nhạc hay như thế này mà tại sao ở việt nam mình chưa có ừ. tại sao chúng mình không thử nghiệm bởi vì là hương cùng với hai thành viên còn lại đều rất yêu thích những cái âm nhạc mạnh mẽ và âm nhạc sôi động nhiều khi nó có thể là một bản nhạc giao hưởng nhưng trên cái nền nhạc điện tử ừ. làm chuyển cho nó sang. đúng rồi ạ à, chuyển soạn sang và nó làm một cái tính chất nhạc nó khác nó mạnh mẽ hơn nó sôi động hơn và nó dễ kết nối các khán giả trẻ hơn vì sao ừ. mà hương là một người trẻ nên hương muốn giới thiệu cái cây sáo này tới nhiều hơn đối tượng khán giả là khán giả trẻ ừ. để để, để nó được phổ cập nhiều hơn nữa vâng thực ra để làm được như đấy thì à ngoài cái khả năng về chuyên môn ấy, thì nó là một cái sự linh hoạt rồi, đấy vâng giống như hương nói đấy là có thể là ngay từ những cái giây phút hết sức là à, sâu lắng nghiêm túc nghiêm túc ở <laughs> vâng. trong dàn nhạc giao hưởng vâng, đấy, đúng 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 đấy. Đúng tác phẩm kinh điển nhưng mà có thể là chuyển sang sân khấu khác ngay thì nó lại mang âm, âm, vâng âm hưởng như là một con đăng. người khác đấy anh vâng cái sự <laughs> vâng. linh hoạt dạ. vâng và, và cái trên thực tế là chỉ khi mà cái cái việc mà chúng ta chuyển soạn ấy thì những cái tác phẩm kinh điển sang những cái thể loại gọi là bán cổ điển hoặc vâng. là những cái mạnh hơn nữa là sử dụng những tiết tấu đương đại vâng. và âm nhạc điện tử vào thì cũng là một cái xu hướng vâng. mà được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ. Vâng. Bởi vì trên thực đấy thực tế là cũng là một trong những cái kênh hoặc là những cái hình thức, cái cách thức để chúng ta tiếp cận được với âm nhạc kinh điển cũng rất là hay vâng. và đấy là cái sáng tạo của các nghệ sĩ. Thế thì trong thời gian tới thì không biết là nhóm Lady sẽ có những cái hoạt động, có những cái hoạch định âm nhạc như thế nào trong cái hoạt động âm nhạc của mình. Ừ, thực ra thì nhóm Lady cũng đã có những cái sản phẩm. Uh, chơi uh, nhiều những cái bản nhạc, uh, những cái ca khúc Việt Nam yeah. để cho khán giả được uh, uh, thưởng thức. Và nó cũng là một cái nó rất là dễ nghe, dễ được công chúng đón nhận. Và đặc biệt là uh, những cái uh, ca khúc và những cái bản nhạc mà Lady sử dụng thì um, nó hướng tới khán giả trẻ nhiều hơn. Như là Hương nói với anh Mạnh rằng Hương, Hương muốn đưa những cái nó gần gũi tới giới trẻ và dễ được giới trẻ đón nhận song song với cái việc là nó chỉ là những cái mà người ta cho rằng cái cây nhạc cây nhạc cụ flute này nó cứng nhắc chỉ ở trong dàn nhạc đó ừ. thì hương muốn khai thác hết tất cả mọi những cái thế mạnh và những cái mà khán giả nghĩ rằng nó không thể hương biến nó thành có thể ừ. đó là những cái tác phẩm Việt Nam những cái ca khúc mà thậm chí là những cái ca khúc hot Hiện giờ ví dụ như là uh, những cái bài như là nàng thơ của ca sĩ Hoàng Dũng mà các bạn giới trẻ 2K rất là thích thì nhóm Lady cũng đã cover những cái, uh -huh. cái 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 ca khúc như thế để cho các bạn giới trẻ biết được nhiều hơn để giới thiệu được cái những cái cây nhạc cụ flute hay là violon cello để mọi người biết nhiều hơn đó, nhiều những cái ca khúc như thế và những vài cái, cái cái dòng nhạc chủ chốt của Lady thì là nhạc EDM và uh, Lady cũng đã có một vài những cái sáng tác riêng của Lady để um, biểu diễn uh, cũng như là bọn mình cũng đang thực hiện những cái MV, những MV để uh, trong thời gian sắp tới thì sẽ uh, đưa tới công chúng để mọi người có thể biết được nhiều hơn và nghe được những cái dòng nhạc nó mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn <laughs> qua những cây nhạc cụ mà mọi người nghĩ rằng là chỉ chơi được trong dòng nhạc cổ điển thôi. Như nghệ sĩ Fluit Nguyễn Ly Hương giới thiệu đấy thì chúng ta thấy là cái vai trò của Flit nó có thể diễn tả được tất cả các thể loại âm nhạc. Đấy, từ kinh điển cho so đến những âm nhạc tiết tấu Đấy, từ pop rock rồi những cái phong cách đương đại chúng ta đưa vào. Thế thì đặc biệt là khi mà chơi những cái tác phẩm của Việt Nam ấy thì ngay như những cái thể loại ấy, như là thính phòng hoặc là giao hưởng hoặc những cái tác phẩm viết cho khí nhạc ấy, thì Việt Nam cũng có một số những cái tác phẩm ví dụ như tôi biết là nhạc sĩ Vũ Thiết cũng có một cái tác phẩm mà dừng Gọi viết cho flute và nghệ nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương cũng đã thể hiện rất là tốt. Thế rồi là bên cạnh đấy cũng có một số những tác phẩm khác được chuyển soạn cho flute và đặc biệt là nó có thể chơi được những làn điệu dân ca dân nhạc thì nguyễn ly hương có thể giới thiệu trước hết là mảng những tác phẩm khí nhạc của việt nam Ừ, về những cái tác phẩm mà khí nhạc viết cho cây xá flute thì cũng có một số những tác phẩm của những nhạc sĩ Việt Nam ví dụ như là nhạc sĩ Vũ Phú Thiết mà anh Mạnh vừa giới thiệu trong đó có tác phẩm rừng gọi cũng là một tác phẩm mà Hương rất là yêu thích và tâm đắc bởi vì là nó cũng đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của Hương à. trong khi mà Hương tốt nghiệp đại học ở học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam thì Hương cũng có chơi tác phẩm ở uh, trong cái chương trình tốt nghiệp của mình là một chương, uh, tác phẩm Việt Nam thì là Hương đã lựa chọn tác phẩm rừng gọi của nhạc sĩ Vũ Thiết để ừ. biểu diễn trong chương trình đó và uh, sau đó thì Hương cũng có uh, một vài những cơ hội làm việc chung với nhạc sĩ Vũ Thiết trong à. những cái chương trình uh, của hội nhạc sĩ Việt Nam hay những chương trình của uh, nhạc sĩ Vũ Thiết mà Hương cũng đã chơi lại tác phẩm đó chơi lại tác phẩm rừng uh, gọi và cũng có một số những cái tác phẩm khí nhạc rất là nổi tiếng uh, ví dụ như là khát vọng hay là tình yêu của biển của nhạc sĩ phú quang à. viết cho cây sáo flut uh, độc tấu cùng giàn nhạc cũng rất là hay và hương đã có những cái cơ hội để thể hiện những tác phẩm đó uh, và uh, bên cạnh đó thì cũng có những tác phẩm uh, dân ca chuyển soạn bởi vì là cây sáo flut thì nó cũng có một những cái điểm chung chung giống như là cây sáo cây sáo trúc của Việt Nam mình à. đó, cái, tất nhiên là cái màu sắc của cây sáo flute thì nó nó hơi nó nó, nó nó hơi khác một chút nhưng nó đều có thể thể hiện những cái tính năng nhạc cụ như vậy và cái màu sắc nó cái âm thanh của nó khi phát ra nó cũng rất là mềm mại nó có thể uh, làm luyến lấy hay là thổi những cái mà uh, khá là tương đồng như là sao trúc để mà có thể thể hiện được tốt những tác phẩm Việt Nam những bài dân ca và Hương cũng có có từng biểu diễn những tác phẩm dân ca ví dụ như là uh, hoa thơm bướm lượn à. rồi là bèo giặt mây trôi đấy những cái tác phẩm Việt Nam và Hương cũng có một cái kỷ niệm là khi mình chơi bản uh, bèo giặt mây trôi tại thụy điển à. ngày hôm đó là một cái ngày mà um, người ta gọi là international day các nước uh, các bạn uh, du học sinh ở nhiều quốc gia thì mỗi người sẽ giới thiệu một cái bản nhạc um, truyền thống của à. đất nước của đất nước mình thì hương có chơi uh, bài bèo giặt mây trôi rất là hay đó và um, gần đây nhất thì hương có một cái sự uh, thể nghiệm mới ở một cái sáng tác khí nhạc uh, dành cho cây uh, độc tố sen lô đó là tác phẩm trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương nó đã là một cái tác phẩm rất là kinh điển và uh, khán giả thì đã biết qua cái tác phẩm này với cây đàn sen lô rồi như Hương đã có một cái sự thể nghiệm kết hợp cùng với uh, nghệ sĩ sen lô Bùi Hà Miên uh, cùng với uh, nghệ sĩ piano là Bùi Đăng Khánh ừ. đó thì uh, bản uh, tam tấu uh, sen lô flute piano Ờ, trở về đất mẹ và hương cũng đón nhận được rất là nhiều những cái sự yêu thích từ khán giả và khán giả cũng để lại những cái bình luận rất là uh, tích cực về tác phẩm đó ừ. Ừ. À, qua cái lời giới thiệu của nghệ sĩ nguyễn ly hương thì chúng ta thấy là Blitz cũng là một nhạc cụ học cũng phổ biến đúng không vâng. nhưng mà theo nghệ sĩ thì là uh, các bạn trẻ rất nhiều người thích cái nhạc cụ này nhưng vẫn có băn khoăn là khi muốn học cái nhạc cụ này thì nó có quá khó Thực ra thì Hương nghĩ không chỉ là flute đâu ừ. mà với tất cả những cái bộ môn khác thì Hương cho rằng là cái gì nó cũng đều có những cái 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 khó của nó. Ừ. Không thể so sánh được cái nào dễ cái nào khó. Ờ, nhưng mà Hương nghĩ rằng là nó phải cần một cái sự rất là công phu và kỳ công. Giống như Hương khi mà theo học bộ môn này thì cũng đã học đến bây giờ là 23 năm từ khi à. Hương 10 tuổi rồi thì để mà có được một cái 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 cái, cái... tiếng sáo hay hay có một cái tiếng đàn hay thì tất cả những người nghệ sĩ đều phải trải qua một cái thời gian rất là dài từ à. trước đó và cũng cũng không thể đốt cháy giai đoạn được ừ. rất là kỳ công thôi à. công chúng yêu âm nhạc ấy. thì đặc biệt là những bạn mà yêu thích cây flute cũng thấy rằng là muốn tiếp cận được với nhạc cụ này thì chúng ta có rất nhiều cái cách tiếp cận nó tùy theo cái từ cái nhu cầu của mỗi người cũng như là cái khả năng mà chúng ta theo đuổi bởi vì trên thực tế nếu như trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp ấy, thì nó phải trải qua một thời gian thử thách rất là, rất là dài, dài. Và vâng. từ cái học tập mà từ phải luyện tập từ nhỏ ấy. Vâng. Đấy, qua một cái chặng đường mấy chục năm ví dụ như nguyễn ly hương là hơn hai mươi năm hai mươi ba năm vâng, 23 và có năm. những người còn và tiếp tục còn vẫn là trên chặng đường vâng. sẽ còn khám phá nhiều nữa vâng. vừa là vừa là nghệ sĩ biểu diễn nhưng đồng thời cũng vẫn luôn luôn là phải trau dồi, à, tiếp tục học tập, dạ. nó, cái, cái, cái chặng đường nó tiếp tục dài, thì nó tùy theo cái khi mà chúng ta dành cái sự đam mê của mình đối với âm nhạc như thế nào, thì chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư về thời gian và qua đấy chúng ta cũng thấy rằng là để trở thành một nghệ sĩ thì đấy chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, thứ nhất là về thời gian, sự khổ luyện, đấy, đặc biệt là cái cái lòng đam mê luôn luôn phải thắp sáng vâng. để trở thành một nghệ sĩ, để bởi vì trên thực tế ừ. nó sẽ có những cái uh, bước cản khó khăn bởi vì không phải lúc nào tất cả mọi thứ đều có thể xuân sẻ và ừ. đặc biệt là với một cái nhạc cụ như vậy mà nếu như không dành thời gian và đầu tư để luyện tập ấy, thì cũng sẽ không thể tiến bộ được. Vâng Thế thì để cái qua cái câu chuyện này thì những bạn yêu âm nhạc à, yêu thích flute có thể tìm tới một địa chỉ nghệ sĩ flute nguyễn <laughs> lê dương rất là <laughs> sẵn lòng. À, tôi tôi mà có nhiều thời gian là tôi cũng sẽ xin được đến học với à. dạ. một nhạc cụ rất hay rất nổi bật. Thế và trong cái um, uh, cái, cái phần kết của chương trình ấy, thì nguyễn duy hương có thể gửi tới một cái thông điệp gì tới các quý vị thính giả à, những người cũng đã ủng hộ luôn luôn đồng hành cùng với các nghệ sĩ và ủng hộ cho nghệ sĩ trong những chặng đường à, hoạt động âm nhạc vừa qua để về cái vai trò rồi là những cái ý nghĩa của một nghệ sĩ đã dành ra những cái uh, tác phẩm âm nhạc là những món quà tinh thần để dành tặng các quý vị à, cũng như là để làm sao để các bạn à, có luôn luôn có một cái sự nhiệt tình một sự đam mê đối với một, một cái loại nhạc cụ, một uh, nhạc cụ rất là đẹp đấy và cũng cần cái sự đầu tư để chúng ta thực hiện được cái ước mơ để khi tiếp cận được với nhạc cụ là cây flute. Ừ. Ờ, thực ra cái bộ môn uh, flute hay là những cái bộ môn khác trong cái uh, dàn nhạc giao hưởng đó thì nó nó cũng chưa được hoàn thực sự là phổ cập. Yeah. chưa thực sự là phổ cập đối với thị trường âm nhạc việt nam uh, cũng như là nhiều người người ta đánh giá rằng là đây là một bộ môn khá là kén người nghe uh -huh. đó thì uh, hương thực sự là mình cũng chỉ uh, có một cái tâm niệm là mình muốn làm sao để cho cây sáo nó được phổ biến nhiều hơn nó không chỉ ở một không gian âm nhạc mà nó có thể biến hóa được rất nhiều không gian uh -huh. Để uh, ai cũng có thể biết được nó Hương chỉ muốn là làm sao mà cây sáo này được càng nhiều người biết tới Bằng tất cả những cái hình thức khác nhau thì Hương, Hương đều muốn làm hết <laughs> Và Hương cũng chỉ có một cái thông điệp là uh, Dành cho những người yêu nhà cũng như là những bạn trẻ mà muốn theo học cái bộ môn này Thì mình cứ uh, đầu tiên nó phải là một cái sự đam mê và phải yêu thích đã sau đó thì tất nhiên trên cái chặng đường để mà mình học sẽ có những cái lúc mà nó nản chí chứ đến thậm chí đến hương hương cũng còn có những cái lúc mà rất là nản chí còn muốn bỏ luôn đấy chứ không phải uh, uh, nhưng mà mình hãy cứ luôn luôn đam mê luôn luôn nghiêm túc với nó và hương nghĩ rằng là cái thành quả những cái trái ngọt nó không bao giờ nó phụ công mình không bao giờ phụ công mình cả và sẽ đến một cái lúc mà uh, bạn sẽ tận hưởng được cái niềm vui với nó và uh, tận hưởng được những cái sự thành công khi mà mình đã thật sự là khổ luyện và dành cho nó uh, nhiều những cái tâm huyết những cái sự nghiêm túc trau dồi với nghề. vâng à, thưa quý vị và các bạn như vậy là qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với uh, nghệ sĩ flute nguyễn ly hương thì chúng ta cũng có thêm một số những thông tin thứ nhất là về lịch sử hình thành của cây fluid, biết thêm về cái vai trò cái tính năng của cây fluid uh, với vai trò là độc tấu hòa tấu và đặc biệt là trong dàn nhạc giao hưởng. Đấy cũng như là cái cây flute nó hòa nhập là thể nhập với cuộc sống mang cái hơi thở đương đại nó thử nghiệm ở trong những cái thể loại âm nhạc mang tính tiết tấu đặc biệt là với nhóm Lady của Nguyễn Ly Hương. Đấy cũng cũng như là phát huy thể hiện những cái làn điệu dân ca dân nhạc của Việt Nam rất là hiệu quả. Đấy thì và đây cũng là một địa chỉ hết sức là tin cậy à, nghệ sĩ flute Nguyễn Ly Hương. Đấy thì và rất là mong có những cái chương trình lần sau chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian và giới thiệu kỹ hơn về loại nhạc cụ flute thì cũng một lần nữa để xin cảm ơn nghệ sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay và chúc nghệ sĩ có thêm nhiều sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật trong mọi lĩnh vực từ là những cái công hiến ở trong dàn nhạc giao hưởng wow. cụ thể là đang <laughs> ừ. là nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng mặt trời đấy. rồi là công tác giảng dạy ở học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng như là cái sự phát triển của nhóm Lady đấy và có những cái hoạch định âm nhạc mới thì cảm ơn nghệ sĩ và chúc nghệ sĩ luôn thành công xin cảm ơn anh tiến mạnh đã đưa hương tới một cái không gian nói chuyện rất là gần gũi để mình có thể giới thiệu được cây sáo tới các khán thính giả và xin chúc chương trình rằng là sẽ luôn luôn có nhiều những cái số hay như thế này và để giới thiệu được nhiều những người nghệ sĩ tới công chúng hơn nữa vâng dạ. xin cảm ơn, xin cảm ơn anh